Này, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng với bộ đề duy nhất dành riêng cho đội trí khôn của ta đây. Rồi. Bộ đề sẽ là một video clip. Các bạn hãy theo dõi từng hình ảnh bên trong video clip này, những tiểu tiết và đại tiết bên trong đó. Xin mời. Nhớ nha. Ba. Ba là vợ. Ủa? Từ xuất viện. Ôi trời. Tú, Tú. Hai, hai cao. Bán bao nhiêu bán quá. Trời ơi, quá trời. Trời ơi. Sao bà trắng vậy? Trời ơi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Ai ơi. Sao vậy? Sao vậy? Cái gì? Quỷ chung, quỷ chung. Đó, 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 đó. Thôi, một đoạn clip rất hài hước. Ủa hết hả? Hết rồi. Đùng là hết. Đùng là hết. Không lẽ, không lẽ câu hỏi liên quan tới cái đùng à. Dễ vậy sao? Ai biết được. Câu hỏi là có bao nhiêu âm thanh của cái tán bạc tai được phát ra. Rồi xin mời. Vô xin mời hướng nhân viên du lịch. Vâng ạ. Vào đi. Anh Phương. Rồi bảo trọng nha Đô Bích. Vâng. Bảo trọng. Đã hết 15 giây suy nghĩ. Xin mời câu trả lời. Em đếm tầm 4 thấy vui quá em không đếm nữa. Đúng. Và trừ heo thêm khoảng 2-3 cái gì nữa. 20 6 cái. 26 cái đi. 27, 26 giờ. Chốt đi nào. 26. Chốt đi. Hỏi ý kiến khán giả. Khán giả nào. Khán giả đông quá kìa. Khán giả. Wow. Thôi chốt luôn đi 26 cái. 26 cái chốt rồi. Chúng ta cùng đếm nào. Và đội bên đây cầu nguyện đi nha. Xin mời. Đếm nha. Ba. Ba là chợ. Trời cái giọng nghe chợ vậy sợ. Một. Hết clip. Đáp án là 25 cái. Kính thưa quý vị, như vậy 10 triệu đồng đã biến mất rồi. Ba đội an toàn. Xin chúc mừng các bạn nào, ra đây nào.